thấy gì qua lễ sinh nhật lần thứ 75 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trong một số sự kiện chính trị gần đây đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng ông Dũng sẽ quay lại chính trường. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng việc ông Dũng trở lại nắm giữ vị trí lãnh đạo cao cấp là khó xảy ra. Với lý do ông bà Dũng đã 75 tuổi và là người không có tham vọng quyền lực cao. Thay vào đó, ông có thể đóng vai trò cố vấn hoặc quân sư, hỗ trợ cho các lãnh đạo hiện tại như Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và một số các chân rết khác. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 11 đã xuất hiện những hình ảnh của lễ sinh nhật lần 75 tuổi của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại nhà riêng ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, với rất nhiều lẵng hoa từ các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả các cựu tứ trụ cũng đã gửi chúc mừng. Những quan chức đã gãy ghế bởi bàn tay của ông Tô Lâm như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng cùng nhiều quan chức khác cũng tham dự hoặc gửi lẵng hoa đến chúc mừng, kể cả tân Chủ tịch nước Lương Cường, người vừa chịu tai tiếng trong vụ bê bối Tuấn Chi Lê, hiện đang công du nước ngoài cũng gửi quà đến chúc mừng. Theo giới quan sát, điều này cho thấy sự ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn rất lớn với chính trị tại Việt Nam. Cho dù trên danh nghĩa, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho về làm người tử tế kể từ khi thất bại sau cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Tổng Bí thư Tô Lâm vừa đi thăm đảo Bạch Long Vĩ chân ướt chân ráo trở về thì ngay lập tức đi thăm Cà Mau là quê ông bà Dũng trên danh nghĩa để đi dự ngày hội toàn dân tộc. Ông Tô Lâm đã trở thành nhân vật trung tâm tại buổi lễ. Công luận có nhiều ý kiến về lễ sinh nhật của Nguyễn Tấn Dũng. Đáng chú ý có nhiều ý kiến cảm thán thương tiếc cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nỏ thần vô thức trao tay giặc với lý do sau khi Tổng Trọng qua đời, tiếng ba Dũng là một đối thủ chính trị, người từng làm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất điên bát đảo, nên lại ung dung trở lại góp mặt trong chính trường. Khi ông Trọng trở thành người thiên cổ, người dân Việt Nam vẫn không quên nụ cười bí ẩn của ông Ba Dũng trong lễ quốc tàng của ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy mãi đến khi cuối đời, khi đã mồ yên mà đẹp, ông Trọng vẫn là kẻ thất bại. Không chỉ vì không nhổ được cái gai Ba Dũng, mà còn để đối thủ và các đàn em thân cận làm chủ và kiểm soát chính trường, loại bỏ hết những người kế cận ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây dựng. Theo giới phân tích quốc tế, ông Trọng được nhớ đến với chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ mang tên công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, đa số cho rằng chiến dịch đốt lò đã làm suy yếu thể chế của Đảng và gây ra sự xáo trộn trầm trọng trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc sau lễ quốc tang ông Trọng cho đến nay đã cho thấy sự chú ý của công chúng đã nguội dần khiến hình ảnh của ông Trọng nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Hơn thế nữa, một số ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mối quan hệ quá mức thân thiết với Bắc Kinh. Thậm chí, ông Trọng còn bị cáo buộc là thái thú của Trung Nam Hải ngồi tại Hà Nội. Đồng thời, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của chính trị Việt Nam vào Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc đã và đang tạo ra ảnh hưởng trong việc lựa chọn nhân sự cấp cao của Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc được cho là đã chọn sử dụng ông Lương Cường, người thân cận với ông Trọng và có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh để mà giữ Việt Nam trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thấy gì của lễ sinh nhật lần thứ 75 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Ba Dũng đã nói gì với Tô Lâm để vượt qua thời khắc khó khăn nhất hiện nay? Theo giới thảo tin, Tổng bí thư Tô Lâm đã và đang trong tình trạng bế tắc và nguy ngập. Tới mức dẫu có trong công ngàn việc, ông Tô Lâm vẫn viện cớ đi dự lễ ngày hội đại đoàn kết dân tộc tổ chức tại Cà Mau vào ngày 17 tháng 11, nhưng thực chất là mượn việc để chúc mừng sinh nhật ông Ba Dũng và để xin ý kiến ông cựu thủ tướng này. Theo đó, các vấn đề trong nội bộ đảng tại thời điểm hiện nay đã và đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ đe dọa vị thế của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lý do liên quan đến vấn đề nhân sự chủ chốt của bộ máy lãnh đạo tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp diễn ra vào năm 2020.
2026. Tổng Bí thư Tô Lâm không giấu giếm ý đồ để trở thành một trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, không có trường hợp ngoại lệ thứ hai. Mục đích của ông Tô Lâm là nhằm loại bỏ Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 ngày càng trở nên quyết liệt hơn, với tính chất một mất một còn. Nguồn tin nội bộ của Thời báo mới đây tiết lộ, ông Tô Lâm đã đề nghị ông Bà Dũng tư vấn trong cuộc gặp tại tư gia của ông ở Sài Gòn. Sự mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường vốn dĩ đã căng thẳng, này lại càng trầm trọng hơn. Đặc biệt, đoàn đại biểu của Nguyên thủ Quốc gia Việt Nam trong chuyến công du Nam Mỹ đã xảy ra vụ bê bối nghiêm trọng. Một nhân viên an ninh kiêm cận vệ của ông Lương Cường đã bị trục xuất khỏi Chile vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục với phụ nữ ở nước sở tại. Trong khi đó, có nhiều biểu hiện cho thấy phe tướng lĩnh quân đội của Bộ Quốc phòng dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang đã có các biểu hiện thắt chặt sự đoàn kết với Chủ tịch Lương Cường cũng như các tướng lĩnh thuộc lực lượng tuyên huấn. Được biết, trong chuyến thăm Chile của Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chile đã thảo luận về nội dung hợp tác tình báo. Việc đàm phán cam kết và thỏa thuận về lĩnh vực này chỉ cần Bộ trưởng Phan Văn Giang, tân Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là Trần Công Chính là đủ. Vì sao đã có sự tham dự của Trung tướng Phạm Ngọc Hùng đã về hưu? Và với vai trò gì ở đây? Đã có các nghi vấn từ cơ quan tình báo của Bộ Công an nói rằng phải chăng phe quân đội mượn cớ công du Chile để bàn việc tìm cách loại bỏ Tổng Bí thư Tô Lâm. Với lý do tránh tai mắt các tướng lĩnh quân đội, vốn là những người đồng hương hương yên của ông Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Nguyễn Hồng Thái, hai người thân cận với Tổng Bí thư Tô Lâm. Việc các phe nhóm tướng lĩnh trong quân bộ quốc phòng tiến hành giải giáp đoàn kết là phương án tốt nhất và hiệu quả nhất để mà cân bằng quyền lực, tạo đà cho việc triển khai kế hoạch loại bỏ ông Tô Lâm ra khỏi ghế Tổng Bí thư. Theo cựu Thủ tướng Ba Dũng, phe tướng lĩnh tác chiến của Phan Văn Giang và phe tướng lĩnh tuyên huấn của Lương Cường đang muốn xích lại gần hơn là điều có thật. Đây là tín hiệu không tốt cho ông Tô Lâm, nhất là khi có sự hậu thuẫn từ Bắc Kinh. Đồng thời, ông Ba Dũng cũng cảnh báo Tô Lâm cần hết sức thận trọng khi quan hệ với chính quyền của Tổng thống tái đắc cử Donald Trump, không nên dựa dẫm trong cả quan hệ quốc gia cũng như chuyện riêng của gia đình. Theo ông Ba Dũng, đây là con dao hai lưỡi và lợi bất cập hại sẽ tạo điều kiện cho phe tuyên giáo phản đòn. Ngoài ra, được biết ông Bà Dũng còn khuyên ông Tô Lâm nên phát động vài phong trào mang tính dân túy để mê hoặc hoặc lấy lòng người dân. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin ông Bà Dũng đã nói gì với Tô Lâm để vượt qua thời khắc khó khăn nhất hiện nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de